Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 172. Vô chấp búp bê pa mát chi toa pát cha sô náp pa mát cha tí sô măng lô căng bác pha xê tí áp pha mút tô bác chàn đi mà. Ai sống trước buông lung sống, ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật. Chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa. Đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Vô cha bồ tê ba ma chi toa, bạc cha so na ba ma cha ti. So mang lo căn ba pha se ti a pha mo to wa chan di ma yo cha po pe pa ma chi toa pa cha so na pa ma cha ti so mang lo căn ba pha se ti a pha mo to wa chan di ma yo cha po pe pa ma chi toa bạc cha so na pa ma cha ti so mang lo căn ba pha se ti a pha mo to wa chan di ma. Dạ con xin hát. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ. Sa thú lành thầy, nhà kính tri ân đại đức. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức, kính lễ tu nữ, cô tu nữ Như Pháp và kính chào đạo tràng. Dạ bây giờ tuệ duyên kể kinh Pháp Cú số 172. Cảm ơn huynh. Vô cha búp bê ba mát chi toa bát cha so na pa ma cha ti so mang lo căng ba pha se ti a pha mu to wa chan di ma yo cha bup be pa ma chi toa ba cha so na pa ma cha ti so mang lo căng ba pha se ti a pha mu to wa chan di ma yo cha bup be ba ma chi toa ba cha so na ba ma cha ti so mang lo căng ba pha se ti a pha mu to wa chan di ma. Ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô chá búp bê ba mát chi toa bát cha sô nát ba mát chá tí sô măng lô căng bát pha xê tí áp pha mút tô vách chanh đi mà. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa. Đưa tay vén đám mi hoa, vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ tự nhiên đã kể xong. Dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ kính mời chị ạ. Sa thú cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng.
Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 172. Vô chấp bê ba mắt trí tòa bắc cha sô nắp ba mắt cha tí sô măng lô cằn ba pha xê tí ấp pha mút tô quá chàn đi mà. Vô chấp bút bê ba mắt trí tòa bắc cha sô nắp ba mắt cha tí sô măng lô cằn ba pha xê tí ấp pha mút tô quá chàn đi mà. Vô cha bút bề bá mắt trí tòa bát cha sô nắp bá mắt cha tí sô măng lô cằn bá pha xê tí ấp pha mú tô quá chàn đi mà. Ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô cha bút bề bá mắt trí tòa bát cha sô nắp ba mắt cha tí sô măng lô cằn ba pha xê tí ấp pha mú tô quá chàn đi ma. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa. Đưa tay dán đám mây qua, dần trăng ló dạng nguy nga hạ quyền. Bản dịch của Hòa Thượng Như Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sít Đặng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Trời Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu cú số 172. Vô chá bút bê bá mát chí to bát cha sô nám bá mát chá tí sô măng lô căng bá ba xê tí áp ba mút tô quá chăm đí ma. Vô chá bút bê bá mát chí to bát cha sô nám bá mát chá tí sô măng lô căng bá ba xê tí áp ba mút tô quá chăm đí ma. Vô chá bút bê bá mát chí toa bát cha sô náp bá mát chá tí sô măng lô căng bá ba xê tí áp ba mút tô quá chăm đí ma. Ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trước kia phóng túng mê mờ, sau này tỉnh niệm hương bờ giác xa. Đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng ló dạng huy nga hạ huyền. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và công dân đã đọc bài xong, mến mời bàn tay của Sít Ti Na. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 172. Yo cha búp bê ba mắt chi tòa bát cha sô nắp ba mắt cha tí sô măng lô căng phá phá xê tí áp phá mút tô quá chanh đi mà. Ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha bung pe pa man chin toa pa cha so nam pa man cha ti so mang lo kang pa 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 se ti a pha mun to wa chan di ma. Yo cha bung pe pa man chi toa bạn cha số nam pa man cha ti số mang lô căng pa pha se ti am pa muôn tố hòa chân đi mà. Trước kia phóng túng mê mờ,
Ngày sau tĩnh niệm hương bờ giác xưa, đưa tay vén đám qua phần trăng ló dạng nguy nga hạo huyền của hòa thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lần thầy tín ạ. Không biết cả mến chào Sít Trần Đạo vừa vào đạo rung. Dạ không biết Quang Thành có kể không, xong thấy giơ tay với Quang Thành nhá. Thì mời Sít Trần Đạo, mời Sít Kiểm Hạnh nữa. Hạnh Kiểm quyền. Dạ để không mất thì giờ con xin được kể kinh pháp cú số 172. Yoja bupe pamachitoa pakjano so na pamat jati so mang lo kang papaseti apa muto va chandi ma yoja bupe pamachitoa pakjaso na pamat jati so mang lo kang pa pa se ti a pa murto va chan di ma yo cha pu be ma pa ma chi toa pa cha so na pa ma cha ti so mang lo kang pa pa se ti a pa murto va chan di ma. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa, đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Bản phở thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Gia Con xin được xuất ích. Hãy mời Quang Thành tiếp theo nhé. Vâng, kính và con cảm ơn chú Quất Thả Ná. Dạ, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ và cô tu nữ như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con đọc câu pháp 172. Yo cha buk be ba mai chi tòa bác bách trà sổ nạp ba mạch cha tị sổ măng lồ càng ba phà tị áp và mũ tổ qua tràn đi mà dù cha búp bề ba mạch chi bách trà sổ nạp ba mạch cha tị sổ măng lồ càng ba phà xề tị áp và mũ tổ qua tràn đi mà. Ai sống trước bông buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng cực đời thoát mây che. Đấy là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. Dù cha bung bê bà mạch chi toa bà đa sô na náp bà mạch cha ti sô măng lô căng bà pha xê ti ô ti ma rô cha bung bê bà mạch chi toa bạch cha sô náp bà mạch cha ti sô măng lô căng sô măng lô căng bà pha xê ti áp pha mô tô quả chan đi ma. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa, đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Đấy của bà Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ con đã đọc xong, dạ con xin kính mời cô Cẩm Vân là cô Trần Đạo. Dạ con xin. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng Bảo. Dạ con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 172. Vô chấp búp bê bát mát chi tòa bát chà sô nắp ba mát cha ti sù măng lô căng bát phà xì tí áp phà mút tù quá chàn đi mà dù chắp búp bê ba mát chi tòa bát cha sù nắp ba mát cha ti sù măng lô căng bát phà xì tí áp phà mút tù chá đàn quá chàn đi mà. Giờ con đọc lại. Dù chắp búp về ba mát chi tòa bát trà sồ nắp ba mát cha ti sù măng lô căng bát phà xì ti áp phà mút tù quá chàn đi mà vô cha búp bê ba mát chi tòa bát trà sồ nắp ba mát cha ti sù măng lô căng bát phà xì ti áp phà mút tù chà quá chăn đi nà mà vô cha búp bê ba man chi tòa bàn cha sô nắp ba man cha tì sô mang lô căng ba pha sê tì âm pha môn tô quá chăn đi mà. Ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa, đưa tay vén đám mây qua, quần trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin giao mic lại cho đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Lạc, đại đức Tệ Đức cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 172 ạ. Giờ cha bất bê bà mát chính to đã cha số nắp là mát cha thi sầu mang lô căng bà ba sẽ chi ba mưa tô và chẳng đi mà rồi cha bất kê bà mát chỉ có lấy cha số mắt là mát cha thì sầu mang lô căng bà ba sẽ chi ấp ba mưa tô và chẳng đi mà. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực trời này như trăng thoát mây che. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Giờ cha búp bê bà mát chỉ có bát cha số mắt là mát cha ti sờ mang lô căng bà ba xê tí ấp ba mô tô và chăng đi mà. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ giác xa, đưa tay vén đá mây qua, dần trăng lối dạng nghi hoa hạ huyền. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Vá Thanh Na đã bắt bài ạ. Con xin nhớ mít lại cho đạo tràng ạ.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Trần Đạo. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thường tọa Minh Hạnh. Đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Pháp Muôn Lào Cai ơi, nếu mà được thì Pháp Muôn Lào Cai đưa vân tay lên nha. Tại sư Tịnh Đạt chưa được ổn định đường truyền, nên mời Pháp Muôn Lào Cai nha. Dạ cảm ơn Châu Phan. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Mời Pháp Muôn Lào Cai nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom. Con kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức. Con xin được đọc và kệ câu pháp cú 172 ạ. Yo cha pu pe pa man chin toa bách cha so na bà mát cha ti số mang lô cam bà bà sẽ ti áp à mút tô và chan đi mà cho cha phụ pe bà mát chi toa bách cha số nắp bà mát cha ti số mang lô cam áp à sẽ ti áp à mút tô cha và chán đi mà. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ rát xa. Đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng gió dạng, vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con xin xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn Pháp Mô Cài. Dạ cảm ơn cô Rằng Đông, cô Quang Thanh cho Diệu Pháp biết được tín hiệu. Dạ con xin được ông bài cao phúc kinh số kinh sở 172. Dạ cảm ơn Quỳnh Quá Thanh đã cho bài học. Giờ chắc búp bê ba mát chít to bát cha sợ nắp ba mát chất tí sợ măng lộ căng ba pha sẽ tí à pha một tờ quá chanh đi ma. Giờ chắc búp bằng cha mát chít ta ba cha sơ nắp ba mát chất tí sơ măng lộ căng ba pha sê tí ấp pha một tơ ba chanh đi mà. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng vật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dù cha búp bê bà mã chết to ba cha sô nắp bà mạt cha tì sầu măng lô căng bà pha sê tì a pha mút tơ hòa chanh đi ma. Dầu cha búp bê bà ma chuyện to ba cha sô nắp bà mạt cha tì sở măng lô căng mà pha sẽ thi a pha một tơ và chanh đi mà. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hương bờ dạt xa. Đưa tay vén đám mây qua, vầng trăng ló dạng nguy nga hạ huyền. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ đường truyền của sư đã ổn định chưa, sư có thể cho con một tín hiệu. Nếu mà chưa thì con xin chào đạo tràng để kéo dài thời gian chờ sư cho con một tín hiệu. Bạch sư.
Dạ một lần nữa con thành kính, con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp mến chào cô Trần Đạo, Pháp Nguồn Lào Cai, mến chào cô Hạnh Kiểm, mến chào Quang Thanh, kính chào Vinh Quách Thanh Á, kính chào Maharaja, kính chào Thăm Má Xứ Khác, kính mến chào Thi Ăn Là, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Rạng Đông, mến chào Châu Phan. Dạ lúc nãy Châu Phan Như Pháp có nhận được một cái tin là đạo hữu Châu Phan đang nằm trong bệnh viện phải không? Và nếu nếu quả thật là như vậy thì Châu Phan có thể nhờ bà xã gọi điện thoại cho Như Pháp nha. Dạ. Kính chào IQ em đó. Mến chào Thina. Như Pháp kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Dạ rồi con thấy tín hiệu của sư rồi. Dạ Như Pháp kính chào Bích Na Xuất Thí, kính chào Ngào Sắc, kính chào người phương Nam, kính chào Sati Amata. Như Pháp mến chào Hoa Nguyệt. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào đạo tràng. Đạo hữu Châu Phan ơi, đừng mở quýt cam giờ này. Giờ này là đạo tràng đang học bài nên không có ai. Nếu mà mình mở quýt cam lên thì cản trở rất là nhiều người, người ta không học bài được. Dạ, kính mong Châu Phan quan hỷ. Dạ, kính chào Huyền Mộng người vào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài Pháp Cú Kinh số 172. Như Pháp kính cảm ơn cô Trần Đạo, Pháp Nguồn Lào Cai, Quang Thanh, Huynh Quách Thanh Á, cô Rạng Đông, cô Cẩm Vân, Xích Thi Na và Xích Thành Kiểm đã hoan hỷ ôn bài Pháp Cú Kinh số 172. Dạ, bây giờ thì sư đã cho con biết được tín hiệu, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm này thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giác vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng nghi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn.
Nam Mô Bích Hà Giá và Đạo Tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vận duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 173 như pháp. Kính chúc Đạo Tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Minh Đinh Sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Ha Ya, con kính lễ chư tăng và mến chào và kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư quý cô và cùng quý Phật tử hiện diện diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục học bài học là câu pháp cú số 173 phẩm lô cá quốc cá phẩm thế gian. Dạ cảm ơn quý vị cho được cho biết tín hiệu đường truyền tốt ạ. Dạ bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sangkhang Namami. Nhà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Và ngày hôm nay thì diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn pháp cú số 173 phẩm thế gian lô cá. Dạ câu kệ ngôn pháp cú số 173 có nội dung như sau. Yasa ba pang ka tang kamang kusale na bi thiyati so mang lo kang ba pha se ti apha muto wa chandima. Yasa ba pang ka tang kamang kusale na bi thiyati so mang lo kang ba pha se ti apha muto wa chandima. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu cũng như là bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Đối với người nào nghiệp ác đã làm được chẩn đứng lại bởi điều thiện, người ấy chiếu sáng thế gian này tựa như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Xin hỏi quý vị, khi mà hình như là cái tài khoản Tỳ Kheo Tịnh Đạt đang mở webcam, các vị có thấy được không ạ? Hình như là cái tài khoản này nó hết cái ngày mở webcam miễn phí.
Dạ, có gì thì quý vị cho biết được tín hiệu ạ. À vậy hả? À, ngày bài học ngày hôm nay chúng ta quay lại câu 173. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 173 này. Yassa bhavang ka tang kammang kusale na vidhiyati so i mang lo kang bhavase apamuto vachana. Dạ, đầu tiên đó là yassa bhavang ka tang kammang. Yassa bhavang ka tang kammang. Yassa, đối với người nào, đối với người nào, hay là có nghĩa chúng ta dịch đối với người nào thì chúng ta kèm theo cái biến cách, có nghĩa là người nào. Pa păng là điều ác, điều xấu, điều ác, điều xấu. Căm măng có nghĩa là nghiệp hay là việc làm. Ba văn căm măng chúng ta dịch chung, hiểu chung đó là cái việc làm xấu, việc làm ác, hay chúng ta thường gọi là nghiệp ác. Ca tăng là hành động. Hành động hay là làm đó. Yassa bhavang ka tang kammang. Ka tang kammang á, ka làm. Kammang là cái nghiệp, chúng ta kết hợp là ba tăng căm măng, nên là nghiệp ác, nghiệp xấu. Các tăng tạo hay làm. Câu thứ hai, kusale na pithiyati. Kusale na là điều thiện, điều tốt. Điều thiện, điều tốt. Và cái ngữ cảnh ở đây, cái điều thiện ở đây á, nó không phải là cái điều thiện đơn thuần mà chúng ta làm các công đức, mà cái điều thiện ở đây là ám chỉ cho các cái bậc thánh nhân, những cái tầng đạo quả siêu thế. Bởi vì bi thi giá tí là chặn đứng hay là vô hiệu á, chặn đứng, hay là chúng ta dùng cái từ là chặn đứng, che khuất. Bởi vì cái điều thiện á, thì trong lát nữa chúng ta sẽ nói về cái điều này. Cái điều thiện bình thường thì nó chỉ làm giảm những cái nghiệp ác mà chúng ta đã tạo. Còn cái điều thiện ở đây mà để chặn đứng hay là vô hiệu cái nghiệp ác á, nó chỉ thuộc về cái những tâm đạo, tâm quả siêu thế, nói chung là các bậc thánh nhân. Rồi tiếp theo chúng ta có cái câu là so i mang lo căng pa pa se tí. So i mang lo căng pa pa se tí. So là người ấy. Cái người ấy là cái người có cái tâm thiện á. Cái người mà chặn đứng được cái ác nghiệp. I mang lo căng. Dạ, alo, con nghe xem. Dạ, con
Thưa sư Thanh Pháp, sư Pháp ơi, xuống coi có Phật tử đến chùa sư Pháp ơi. Dạ, xin lỗi quý vị. Chúng ta tiếp tục. Sô là người ấy. Ý măng lô căng. Ý măng là này. Lô căng là thế gian. Ý măng lô căng là thế gian này. Ý măng lô căng thế gian này. Papa xê tí. Papa xê tí là chiếu sáng. Chiếu sáng hay là soi sáng. Chiếu sáng. Câu cuối cùng. Appamutto wa chandima. Appamutto wa chandima. Appa là đám mây. Appa appa là xuất sư thất. Đám mây. Appamutto. Mutto là đã được thoát khỏi. Đã được thoát khỏi. Đã được thoát khỏi. Quá ở đây có nghĩa là ý quá. Mutto quá là mutto cộng với ý quá. Ý quá là tợ như hay là giống như. Một cái hình ảnh ví dụ. Ý quá giống như, tợ như. Chandima. Chandima có nghĩa là mặt trăng. Chandima có nghĩa là mặt trăng. Như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vận của câu Kệ Ngôn Pháp Cú ở số 173 này. Nếu mà chúng ta để ý thì câu Pháp Cú ở số 173 này có cái nội dung gần tương tự như là câu số 172 mà chúng ta học hôm trước. Dạ. Rồi, một lần nữa, câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 173 có nội dung như sau. Yasa ba bang ka tang kam mang ku sa ta bi thi a ti so mang lo kang ba pa se ti appa mutto wa chandima. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Hồi đầu làm các hạnh lành, xóa mờ ác nghiệp đã sanh thở nào. Trí nhân chiếu sáng trần lao, trời quang mây tạnh trăng sao đời này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 173 này. Đang giảng. Và câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 173 này Đức Thế Tôn nói lên khi trú tại kỳ viên tịnh xá Chetavana, đề cập đến một cái vị trưởng lão có cái biệt danh là Angulimala. Angulimala. Angulimala là cái biệt danh, nhưng cái tên thật của vị này là Ahimsaka. Bởi vì cái biệt danh của vị này nó quá là nổi trội, và thường khi nhắc đến là nhắc theo cái biệt danh Angulimala. Anguli. Anguli. Anguli là ngón tay. Mala là cái vòng hoa. Mala là cái vòng hoa. Anguli mala là cái vòng hoa hay là cái tràng hoa làm bằng những cái ngón tay kết thành, hay là những cái ngón tay kết thành cái tràng hoa, cái vòng đeo á.
giống như là cái tràng hoa mình đeo vào cổ. Thì thưa quý vị rằng nói về ngài trưởng lão Ahimsaka hay là ngài có biệt danh là Angulimala này, thì phải nói rằng một cái vị trưởng lão có một cái quá khứ cũng như là có cái cuộc đời nó rất là nổi bật. Khi mà người mà tìm hiểu về đạo Phật hay là người mà đọc được cái câu chuyện về cái cuộc đời của trưởng lão Angulimala thì phải nói rằng một cái điều rất là hãi hùng, một cái điều rất là hãi hùng. Ngài Angulimala trước khi xuất gia vào trong giáo pháp, trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật, ngài là một cái vị phải nói rằng có một cái trí tuệ, có một cái sự học hỏi rất là thông minh sáng suốt và rất là tài giỏi trong các cái môn võ nghệ, và có một cái sức lực phi thường, một cái sức lực phi thường hơn là những người đồng trang lứa, cũng như là một cái sức lực vượt trội, một cái sức lực vượt trội so với nhiều người. Với cái sự thông minh sáng suốt, sáng dạ, học đâu hiểu đó, và luôn là một người rất là lịch thiệp, cho nên đi đến đâu cũng rất là được lòng những cái người dạy bảo, những người thầy, những người quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên thì thưa quý vị rằng cuộc đời mà nếu mà mình tốt, ngay cả người tốt mà ngay cả là những bậc thánh nhân, những người mà ít phiền não hay là không còn phiền não, gọi là thánh, là thần, là tiên, thì vẫn bị tám ngọn gió đời nó thổi, tức là vẫn bị ganh ghét, vẫn bị khen chê, vẫn bị đố kỵ. Ngài trưởng lão Angulimala lúc mà còn chưa xuất gia đó, thì tuy rằng là một cái người học trò xuất chúng, thông minh, nhưng mà bị những người bạn học đố kỵ, cho nên tìm mọi cách để mà ly gián, nói xấu, đâm thọc sau lưng, nói rằng cái người học trò Angulimala này là một cái tai họa về sau, cho nên ngày qua ngày cứ nói làm sao cho cái người thầy dạy dỗ đó sanh cái tâm đó là nghi ngờ, và tìm cách để mà hạ bệ cũng như là hủy đi cái nguy cơ về sau. Cho nên cái người thầy dạy học, dạy võ nghệ cũng như là dạy cho ngài Angulimala đó mới ra một cái thử thách, tức là cái vị thầy nói rằng bây giờ con đã giỏi rồi, con đã trưởng thành rồi, nhưng mà thầy còn một cái điều bí mật muốn truyền dạy cho con. Nhưng mà thầy chỉ truyền dạy cho con thôi, nhưng mà với cái điều kiện đó là cần phải con làm một việc, đó là con phải sát hại đủ 1.000 người, thì với cái thật thà của người đệ tử và trước giờ đặt có lòng tin nơi cái vị thầy dạy dỗ của mình đó, thì Angulimala không có cái gì mà để nghi ngờ, và cũng muốn được học cái bí truyền của ông thầy. Cho nên Angulimala tin là cái điều mà thầy dạy cho mình đó, yêu cầu mình làm đó, là cần phải thực thi, thì Angulimala đã
mang theo bên mình, nào là giáp, nào là gươm đao, nào là cung tên, để đi sát hại, cũng như là làm đủ cái điều kiện mà ông thầy đã giao cho, là sát hại đủ 1.000 người. Thưa quý vị rằng, khi mà Angulimala vào chọn cho mình một cái địa điểm, tức là một cái cánh rừng, và cái cánh rừng đó thì nó là một cái, có một cái con đường để mà dẫn qua từ cái làng này qua cái làng kia. Thì bình thường người dân á, họ đi trên con đường này rất là đông đảo, để mà đi buôn bán, đi chúa, để đi giao thương. Nhưng mà từ khi Angulimala xuất hiện ở trong cái cánh rừng đó và thường xuyên đón đường, chặn đường để mà sát hại, và kể từ đó thì người ta không có dám đi qua con đường đó nữa. Và sở dĩ mà Angulimala được đặt cho cái biệt danh đó, như Tịnh Đạt nói ban đầu, đó là cái vòng đeo cổ được xỏ, được kết bằng những ngón tay đó, là do vì Angulimala không thể nhớ được là mình giết bao nhiêu người, không thể nhớ là mình đã giết bao nhiêu người và còn số lượng bao nhiêu người để đủ cái điều kiện để về trình cho ông thầy. Chứ không phải là lấy ngón tay để mà về, để mà báo cáo cho ông thầy. Thì Angulimala đã nghĩ ra một cái cách, bằng cái cách đó là mỗi khi mà sát hại một người đó thì sẽ chặt một ngón tay của người đó để mà làm dấu, làm dấu để mà ghi nhớ là cái số lượng. Cho nên kể từ đó về sau, người ta mới đặt cho cái tên tướng cướp ở cái khu rừng đó tên là Angulimala. Và cái tên đó xuất hiện từ bấy giờ và nó kéo dài cho đến mãi về sau. Cho nên giờ kinh sách mà ghi lại đó thì cũng dùng cái tên là Angulimala, người có cái vòng đeo cổ xỏ bằng, kết bằng những cái ngón tay. Thì cái câu chuyện đó nó dẫn đến số lượng người chuẩn bị đủ, tức là đã còn thiếu một người nữa, đã đủ cái số lượng mà để mà ông thầy ra điều kiện, 199 người. 999. Quý vị cũng có thể thắc mắc tại sao cái thời đó người ta luật pháp lỏng lẻo hay sao mà đối với một cái tên sát nhân như vậy mà vẫn không có cái sự mà bắt bớ hay là trừng phạt, trừng trị. Thưa quý vị rằng không phải là pháp luật lỏng lẻo, nhưng mà đối với những cái người quan địa phương, đối với những người mà có cái khả năng để mà truy bắt những cái tên cướp đó, chỉ là những cái người có khả năng với những tên cướp bình thường. Riêng đối với Angulimala thì một đó là đấu không lại, hai đó là sức, dùng sức là không bao giờ mà có thể đánh thắng được. Và nếu mà cái lực lượng đông đó thì không thể nào vây bắt được. Angulimala có cái cách để mà lẩn trốn, có cái cách để mà lẩn trốn. Thì có lần tôi có đi hành hương tại Ấn Độ, đoàn hành hương có đến một cái khu đất còn những cái vết tích, những cái chỗ mà nhà cửa xây còn đổ những cái đá gạch. Thì cái người hướng dẫn chỉ rằng nơi đây là nhà, cũng như là cái nơi mà Angulimala đã từng sinh tồn, và có những cái đường bí mật, có những cái con đường bí mật, có những cái nơi ẩn nấp mà nếu mà quan quân mà vây bắt đó, thì không thể nào tìm ra. Chứ không phải là Angulimala quan quân không có bắt được trừng trị, nhưng mà một là bắt không được, hai là không đủ sức để mà chiến đấu. Thì mãi cho đến cái người cuối cùng
bây giờ người ta ai cũng sợ hết, ai cũng né tránh con đường, cái cánh rừng đó hết, thì Ankulimala không có tìm được cái người cuối cùng để mà giết đủ cái số lượng đó. Thì cái ngày hôm đó, thưa quý vị, rằng là một cái ngày phải nói là rất là đặc biệt, có thể là cái ngày một cái sự cố, một cái ngã ba, một cái chuyển hướng của Ankulimala. Tới ngày hôm đó đó, tiếng người mẹ của Ankulimala đi tìm, đi tìm Ankulimala. Thì Ankulimala thưa quý vị rằng, dù cho là một cái người tỉnh táo, dù cho là một người tỉnh táo, sáng suốt thông minh, nhưng mà đã giết hại một tên sát nhân, đã giết hại một cái số lượng người quá là nhiều như vậy, coi như là mình mẩy tay chân, đau thương, kiếm cung đều tẩm máu, thì cái sự thì cái tinh thần nó cũng là bấn loạn, cái tinh thần đã thay đổi, không còn phân biệt đạo thường luân lý, không còn nhận biết ai là ai. Cho nên khi mà thấy mẹ mình đi từ xa đi đến đó, thì Ankulimala nghĩ rằng mình sẽ giết cái người này để mà hoàn thành cái nhiệm vụ ông thầy giao. Nhưng mà Đức Phật ngày suy xét từ cái nơi ngài ở đó, ngài nghĩ rằng nếu như là Như Lai không có xuất hiện thì Ankulimala sẽ phạm vào một cái đại tội, một cái trọng tội, đó là giết mẹ, giết mẹ. Và cái trọng tội này cho dù có cái duyên lành cỡ nào đi nữa thì cũng không có, thì không có thể nào, không có thể nào mà thay đổi cuộc đời được. Cho nên Đức Phật ngài đã xuất hiện trước khi Ankulimala hạ sát người mẹ của mình. Đức Phật ngài xuất hiện với cái dây từ tốn, thì Ankulimala thay đổi cái mục tiêu từ cái người mẹ của mình qua cái vị sa môn. Trong kinh còn nhắc lại cái đoạn mà Ankulimala đã cầm gươm rượt Đức Phật Sa Ba Do Tuần, là một cái đoạn đường rất là dài, rất là lâu. Nhưng mà cái điều lạ đó là khi mà Ankulimala là một cái người có đầy đủ sức lực cũng như là tốc độ, khó ai bị kịp, nhưng mà dùng hết sức mình để mà rượt Đức Phật đó, cho dù là Sa Ba Do Tuần, nhưng mà không thể nào mà tiếp cận được Đức Phật. Trong khi đó Đức Phật ngài vẫn đi rất là từ tốn, khoan dung, do cái thần lực của Đức Phật. Và cái cách để mà ngài hướng dẫn tiếp độ Ankulimala một cách hợp thời, một cách hợp thời, thì với cái thần lực đó Ankulimala đã kiệt sức, đã kiệt sức để mà rượt theo Đức Phật, thì mới hét lên, la lên là: này ông Sa Môn hãy đứng lại, này ông Sa Môn hãy đứng lại. Lúc đó Đức Phật ngài vẫn từ tốn, ngài nói rằng Như Lai đứng lại rồi, chỉ còn Ankulimala là chưa đứng lại. Với một cái câu nói của Đức Phật, một cái hàm ý thâm sâu, một cái ý nghĩa phải nói rằng người bình thường khi mà nghe đó thì sẽ ngộ nhận, tại vì Đức Phật ngài đang đi, nhưng mà ngài nói rằng ngài đã đứng lại rồi, còn Ankulimala thì vì kiệt sức đã đứng lại, mà Đức Phật ngài nói rằng Ankulimala chưa đứng lại. Thì với cái lời của Đức Phật như vậy đó, làm cho Ankulimala rất đổi là thắc mắc. Bao nhiêu cái sự thông minh sáng suốt bây giờ nó sẽ trỗi dậy, thắc mắc cái câu nói của Đức Phật, nó hoàn toàn khác với lại cái sự thật đang hiện bài. Ankulimala nghĩ rằng Sa Môn từ trước tới giờ đều nói sự thật, cớ sao mà cái vị Sa Môn này lại nói trái sự thật?
Với một cái sự thắc mắc như vậy, Angulimala hỏi Đức Phật: Nên Sa Môn, Ngài đang đi, tại sao Ngài lại nói rằng Ngài đã đứng lại? Còn Angulimala đã đứng lại, Ngài nói là chưa đứng lại. Thì Đức Phật Ngài thấy rằng đã đến lúc Đức Phật Ngài mới dùng cái cách Như Lai đã đứng lại. Tuy là Như Lai đang đi, nhưng mà Như Lai đã đứng lại có nghĩa là Như Lai đã xa lìa các cái đau trường, xa lìa cái sự sát hại, gây hại đến tất cả chúng sanh. Còn Angulimala tuy là đứng lại, nhưng mà tâm của Angulimala vẫn còn là cái tâm gậy gộc đau trường để mà sát hại chúng sanh. Khi mà nghe một cái lời giải thích của Đức Phật như vậy đó, Angulimala liền phải nói rằng liền tỉnh ngộ, liền tỉnh ngộ, liền tỉnh ngộ, và đã quăng cái bảo của mình để mà quỳ sụp xuống đảnh lễ Sa Môn, biết rằng lỗi lầm của mình đã tạo. Bản chất của Angulimala là một cái vị hiền lành, thông minh, xuất chúng, nhưng vì cái lời ganh tị tật đố, cái lời xúi dục của những người ganh ghét đã đưa, khiến cho Angulimala phạm vào cái sai lầm tội lỗi. Nhưng mà may mắn thay, được Đức Phật Ngài xuất hiện kịp thời, Ngài dùng cái cách hợp thời để mà dẫn độ, tiếp độ Angulimala trở về với con đường chánh. Sau đó thì Angulimala xin được xuất gia, trở thành một cái vị tu xuất gia, một cái vị tỳ kheo trong giáo pháp. Và thêm một cái đoạn nữa đó, thưa quý vị, rằng khi mà xuất gia xong, Đức Phật Ngài gặp một cái đoàn binh của vua Pasenadi đi để mà bắt cho bằng được cái tên tướng cướp Angulimala. Thì khi mà đi đến cái cánh rừng đó, trước đó Đức Vua đã đến gặp Đức Phật tại chùa Kỳ Viên. Thì Đức Vua trình bày Đức Phật có mục đích ngày hôm nay để đi bắt cái tên cướp Angulimala. Đức Phật Ngài nói: nếu như này đại vương, Angulimala xuất gia trở thành một cái vị tỳ kheo đệ tử Như Lai, thì đại vương cư xử như thế nào? Đức Vua không có chần chờ mà nói rằng nếu như điều đó là sự thật, Đức Vua sẽ đảnh lễ và cung cấp tứ sự cho vị ấy. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới mời cho vị tỳ khưu mới xuất gia làm Angulimala xuất hiện, bước đi tới chào Đức Vua. Phải nói rằng một cái cuộc gặp gỡ không có mong đợi. Bây giờ Đức Vua đang đi truy tìm một cái tên cướp khét tiếng đã từng giết hàng trăm hàng ngàn người mà xuất hiện trước mặt mình, thì rất là run sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà lúc đó Đức Phật Ngài trấn an Đức Vua đó là Angulimala bây giờ không còn là một tên sát nhân nữa, mà trở thành một cái vị xuất gia là có tâm từ bi với chúng sanh. Câu chuyện có thể tạm dừng ở chỗ này, bởi vì chúng ta không còn thời gian để mà tiếp tục cái cuộc đời của Ngài. Ở chỗ này thưa quý vị, rằng chúng ta cần phải nói đến, thứ nhất, đối với đạo Phật, không phải chỉ tiếp đón hay là chỉ thích hợp với những người này mà không thích hợp với những người khác, mà phải cần đến xét đến cái duyên. Ở trong đạo Phật, từ thời kỳ Đức Phật cho đến bây giờ, không có phân biệt là người giàu, người nghèo, người sang, người tiện, hay là cái người hiền lành hay kẻ tâm địa độc ác. Tất cả đều có cái cơ hội để mà học Phật Pháp.
tất cả đều có cơ hội để mà gieo duyên với Phật pháp. Cho nên á, khi mà chúng ta đối với những cái người mà người đã phạm sai lầm mà muốn sửa mình, quay lại tìm về cái chánh đạo, thì chúng ta cũng đừng có với cái nhìn là phân biệt tội nghiệp người ta. Cái thứ hai, nếu như mà mình có thể giúp đỡ được thì chúng ta hãy tạo cái cơ hội. Ngay cả những người mà trước kia tuổi bồng bột có nhiều cái điều làm sai quấy, có phá làng phá xóm hay là có đi tù tội, nhưng mà sau này đó họ có cái sự mà hướng cải thiện đó, thì nên tạo cho họ một cái cơ hội. Tuy nhiên rằng cũng tùy cái sức mình. Nếu mà sức mình mỏng đó, sức mình yếu đó, mình không thể kéo được cái cục tạ lớn. Đối với cái tùy cái sức mình, nếu mà mình đủ duyên, đủ sức, đủ đức độ thì mình có thể mình nhận để mình giúp đỡ, còn không thì mình giới thiệu hay là mình tạo cái cơ hội cho họ đến những cái người khác, những nơi khác. Và một cái điều đó, đừng bao giờ để mà có cái ánh nhìn phân biệt để họ còn có cái cơ hội làm lại cuộc đời. Và đặc biệt trong đạo Phật không có phân biệt bất cứ một cái người nào muốn tìm hiểu Phật pháp, chỉ trừ là cái người đó họ đến chùa, họ đến Phật pháp nhưng mà với cái mục đích không tốt, thì đối với những cái hạng người đó thì chúng ta cần phải đề phòng. Còn như mà những người nào mà họ có cái sự muốn hướng thiện, thì với cái sự là bạn đạo, chúng ta hãy cố gắng giúp đỡ. Quay lại cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này đó, thưa quý vị, rằng lúc nãy Tịnh Đạt có trình bày đó, chúng ta thấy rằng là ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác. Ở đây thưa quý vị rằng chúng ta đừng có đánh đồng và hiểu lầm, và đánh đồng là cái dùng cái điều thiện để mà xóa mờ cái nghiệp ác, tức là xóa mờ, tức là không còn làm cho cái nghiệp ác nó tiêu tán, nó không còn ở chỗ quả. Cái điều này được phân tích, được chú thích. Cái điều thiện ở đây phải là những cái điều thiện phải hết sức là sâu lắng, hết sức là đặc biệt, như là những cái tâm đạo, tâm quả, thánh đạo, thánh quả, đặc biệt là thánh đạo A-la-hán, đạo A-la-hán quả, mới đủ cái khả năng đó là xóa mờ hay là làm cho vô hiệu cái ác nghiệp mình đã tạo. Bởi vì Ngài Angulimala sau khi viên tịch đó, Ngài chứng đắc A-la-hán đạo, A-la-hán quả và viên tịch đó, thì Chư Tăng có hỏi rằng tái sanh về đâu. Đức Phật Ngài nói rằng Angulimala đã viên tịch nhập Niết Bàn, cho nên không còn tái sanh nữa. Các vị khác thắc mắc rằng với cái ác nghiệp giết hại nhiều người như vậy, tại sao mà không có bị chịu cái quả đắng cay, không có chịu quả đắng cay. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã giải thích và đọc lên cái câu kệ ngôn này. Thưa quý vị rằng cái ác nghiệp trong đời hiện tại cũng như là trong đời quá khứ mà chúng ta vô tình phạm phải hay là đã từng tạo, bây giờ chúng ta có cái sự sám hối, cái điều đó là cái điều tốt. Nhưng sám hối ở đây không phải là chúng ta ăn năn, chúng ta rây rứt. Từ sám hối đây không phải là để ăn năn rây rứt. Cái từ sám hối là để chúng ta khắc phục, ngăn chặn không tiếp tục làm những cái điều ác xấu đó nữa. Cái thứ hai sau đó, đó là chúng ta cố gắng để mà tạo nhiều cái công đức. Ở đây tạo nhiều cái công đức để làm gì thưa quý vị, rằng để hỗ trợ cho cái cuộc sống tương lai của mình. Hỗ trợ là bằng cách nào?
khi mà mình làm các cái công đức, các cái điều thiện đó, thì những cái ác nghiệp mà chúng ta phạm phải ở trong quá khứ nó giảm đi cái sức mạnh, giảm đi cái cơ hội để mà nó trổ quả, giảm đi cái cơ hội để mà trổ quả. Bởi vì tại sao mà bây giờ các Phật tử gặp những cái rủi ro hay là những cái điều bất an thì đến chùa hay là nhờ các sư tụng kinh để mà cầu an. Các sư tụng kinh để cầu an, thưa quý vị rằng không phải cái lời kinh, không phải chư tăng tụng kinh là như chúng ta an, mà chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta thỉnh chư tăng tụng kinh, chúng ta cúng dường trai tăng, đó là cái tâm thiện. Khi mà chúng ta làm phước cúng dường tam bảo, đó là một công đức, đó là một công đức. Cái hình ảnh chư tăng đến nhà hay là chúng ta đến chùa để mà cúng dường đó, cái hình ảnh chư tăng tụng kinh, cái hình bóng của chư tăng đệ tử của Đức Phật làm cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái công đức, tăng trưởng công đức, làm cho cái sự hoan hỷ trong cái công đức nó được thù thắng. Cho nên chính giờ những cái công đức đó, chính giờ chính là nhờ những cái tâm thiện mà chúng ta làm như vậy đó, nó hỗ trợ cho cái cuộc sống của mình. Thí dụ như là mình, bản thân mình, gia đình mình hay là những người hữu ân với mình đang đau ốm bệnh hoạn, đang gặp những cái phiền não khó khăn trong cuộc sống, chính nhờ những cái công đức đó, nó là cái nền tảng để mà nó hỗ trợ, để mà vượt qua những cái khó khăn. Cái thứ hai, cái nền tảng thiện pháp nó sẽ làm phân tán cũng như là giảm cái năng lượng, cái năng lực của cái ác nghiệp, cái quả ác nghiệp nó trổ đó. Cái quả ác nghiệp nó trổ, thay vì nó trổ 10 thì bây giờ nó còn 6, 7. Thay vì phải tán gia bại sản, bây giờ chỉ là mất một cái khoản tiền. Thay vì phải mất tính mạng thì bây giờ chỉ là bị xây xước ngoài da. Quý vị phải nghĩ đến cái điều đó. Chứ không phải bình thường chúng ta không có nghĩ đến tam bảo, và khi mà gặp những cái sự cố là chúng ta đi tụng thỉnh vị này vị kia, đi thỉnh với cái tâm tư là các sư có cái khả năng để mà làm cho mình an, không phải vậy. Mà chính bản thân mình phải tự hiểu, phải tìm cách để mà hỗ trợ cho cái đời sống của mình, khiến cho cái đời sống mình nó được bình an. Các sư chỉ là những cái người có những cái phương cách, có những cái lời lẽ để mà làm cho quý vị được an lòng, cũng như là tạo cái hình ảnh cho quý vị tăng trưởng cái công đức, tăng trưởng cái công đức, giống như là những cái lời phúc chúc, những cái lời nói làm cho quý vị nhận ra cái điều hay lẽ phải, làm cho mình không còn bị hoang mang, thì làm cho quý vị được cái sự trấn an. Và quan trọng nữa, quan trọng nhất mà Tịnh Đạt muốn nói rằng là an hay không là chính do ở quý vị. Chúng ta tụng kinh cầu an, chúng ta tụng kinh cầu an thì chúng ta phải hiểu cái cách để mà chúng ta làm, thì như vậy nó mới hiệu quả. Chứ không lúc này làm ăn thua lỗ quá, lúc này làm ăn thất bại quá, gửi 1 triệu, 2 triệu đến chùa Tứ Phương Tăng, đến chùa Siêu Lý, đến chùa quen biết, đến sư kia, sư nọ, nhờ mấy sư tụng kinh, rồi chúng ta chuyển khoản, chúng ta gửi tiền, mà bản thân mình cũng không biết là ở chùa tụng kinh lúc nào, trai tăng lúc nào, ngày giờ nào, chúng ta cũng không biết đó là mình gửi là mình gửi cho sư nào, rồi chúng ta cũng không quan tâm đó là cái việc làm này nó có lợi ích gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cúng để mà qua cái tai ương đó, thì cái việc làm nó thật sự đó quý vị, nó rất là mỏng, cái hiệu quả nó rất là thấp. Cho nên khi mà mình làm đó, mình phải hiểu tại sao mình làm,
và cách nào làm để mà đạt cái hiệu quả cao nhất, đạt cái hiệu quả cao nhất. Sẵn đây thì Tịnh Đạt cũng bày luôn cho quý vị, tức là khi mà mình có cái điều kiện đó, hãy đến tận tay để mà, hãy đến tận nơi hoặc là thỉnh chư tăng về nhà để mà tận tay mình cúng dường, tận tay mình cúng dường, tận tận nơi, tận tay đến Tam Bảo, đến chư tăng, rồi mình có cơ hội để mà mình xin thọ trì tam quy ngũ giới, rồi nghe các sư có những cái lời sắp tấn, thì đó là một cách rất là tốt. Nếu không, ở từ xa thì chúng ta cũng phải trình cái duyên sự, hôm nay con cúng dường Tam Bảo, các sư sắp xếp cho con được cái ngày nào, tuy nhiên ngày mai, ngày mốt thì các sư cho con hay, thì đến cái giờ đó, đến cái giờ mà cúng cơm đó, đến cái giờ mà cúng dường chơi tăng á, thì chúng ta hãy nhớ là tầm khoảng 10 giờ 45 hoặc là 11 giờ, thường thường các chùa là khoảng 10 rưỡi 10 giờ 45. Thì đến cái lúc đó chúng ta phải hướng cái tâm của mình đến cái nơi mà chư tăng đang nhận cái sự cúng dường đó. Còn tốt hơn nữa là chúng ta gọi điện thoại, bây giờ thì nó dễ rồi, gọi điện thoại trực tiếp. Gọi điện thoại trực tiếp. Ở đây thì Tịnh Đạt gọi điện thoại trực tiếp, hoặc là chụp hình quay phim lại cái cảnh cúng dường ngày hôm đó để mà gửi cho cái thí chủ đó, để cho thí chủ đó biết rằng hôm nay thí chủ cúng dường và nguyện cái công đức cúng dường này để cho mình được cái bình an. Chứ không phải là mình cúng một cách đó là cho biếu là xong. Ở trong Phật Pháp mình nó còn nhiều cái cách để mà mình làm cho nó tăng trưởng, nó tối ưu nhất. Thì thưa quý vị rằng cái câu mà ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác đó, là chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cần phải hiểu đó là đúng cái ý nghĩa trong cái duyên sự này là ngài Angulimala nhờ ngài tinh tấn thành tựu được cái thánh đạo, thánh quả A La Hán đạo, A La Hán quả, nên khi ngài mất, ngài nhập diệt, ngài nhập niết bàn thì không còn chịu cái quả đắng cay. Không còn chịu quả đắng cay. Còn với chúng ta người đang đi trên con đường theo các ngài đó, thì chúng ta phải nhớ rằng cái câu này là cái câu để chúng ta áp dụng, chúng ta làm giảm nhẹ những cái ác nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta phạm phải. Thứ hai là nhờ những cái thiện nghiệp, những cái công đức hỗ trợ nâng đỡ cho cái đời sống hiện tại của mình cho được tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn. Thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, thì Tịnh Đạt cũng xin được đúc kết lại cái bài học ngày hôm nay. Đó là nói về ngài Angulimala, một cái cuộc đời từng là một cướp khét tiếng, nhưng khi mà xuất gia, còn một cái điểm tên cướp khét tiếng, khi mà xuất gia quý vị thấy rằng hành đạo đúng người, đúng thời điểm, đúng cái lời dạy, thì thấy sao ạ? Có một cái công năng hữu hiệu, có thể thành tựu đạo lãng quả, diệt trừ các phiền não. Quý vị thấy có một cái phương cách nào hay là có một cái phương pháp nào mà được như vậy hay không? Chỉ có lời dạy của Đức Phật, chỉ có lời dạy của Đức Phật mới giúp được tất cả chúng sanh mà ai mà nương tựa, ai mà thực hành theo. Chỉ có lời dạy của Đức Phật mới có cái công năng như vậy mà thôi. Thì hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 173 liên quan đến cái duyên sự, liên quan đến cuộc đời của ngài Angulimala. Thì chúng ta nói về cuộc đời của ngài, cũng như là Tịnh Đạt có trình bày quý vị rằng là chúng ta hãy quan tâm khi mà chúng ta có cái điều kiện, cơ hội để mà làm các công đức
để mà xóa mờ hay là giảm nhẹ những cái ác nghiệp ở trong quá khứ, làm cho nó có ít cái cơ hội, ít cái khả năng sanh trổ, giúp cho chúng ta có cái điều kiện thuận lợi về sức khỏe, về vật chất, về cái đời sống an lành, tạo cái cơ hội thuận duyên để mà mình hành đạo, hành pháp. Tình đàn xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt qua câu kệ ngôn pháp cú 173 ở đây. Chúng con xin thành kính tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn, cũng như là kính chúc sức khỏe đến chư tăng và quý vị, mong tất cả được sự an lành thân tu trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú, sa thú. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavata sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha na bhavana sada sati bhavantu te. Bhagavata sapa mangalang rakhanto sapa devata sama anubhavana sada sati bhavantu te. Bhagavata sapa mangalang rakhanto sapa devata sasangha anubhavana sada sati bhavantu te. Tân hạnh phú mang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào râm chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn nao phước hằng hà.